Cách đây vừa tròn 50 năm, nhà du hành vũ trụ Nga Yuri Gagarin lần đầu tiên đã thực hiện thành công chuyến bay vào vũ trụ trên con tàu Phương Đông và đã có 108 phút lịch sử bay vòng quanh trái đất. Ngày 12 tháng 4 năm 2011, để kỷ niệm ngày lịch sử đáng nhớ của ngành du hành vũ trụ, đông đảo các nhà du hành vũ trụ Nga và các nước khác trên thế giới đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm sự kiện trọng đại này. Ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Nga. Nhân dịp kỷ niệm này, trả lời trước báo chí, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev khẳng định chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ là sự kiện cách mạng và là thành tựu vĩ đại của khoa học Nga, mở ra một thời đại mới cho ngành nghiên cứu và chinh phục vũ trụ. Chuyến bay của Gagarin đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử khám phá vũ trụ loài người. Kể từ đó đến nay, công cuộc nghiên cứu và chinh phục vũ trụ vẫn liên tục phát triển với rất nhiều những sứ mệnh chinh phục vũ trụ của các nước khác được hoàn thành. Chúng ta tin tưởng và hy vọng rằng con người sẽ không ngừng tìm tòi và áp dụng các nghiên cứu mới để thực hiện giấc mơ vươn tới những không gian mới, đem lại những lợi ích khoa học thực tiễn lớn lao. Dự kiến, tối ngày 12 tháng 4, theo giờ địa phương, Tổng thống Nga sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Cung điện Kremlin về những tiến bộ trong công cuộc khám phá vũ trụ của loài người trong vòng 50 năm qua. Trong khi đó, các hoạt động kỷ niệm lần thứ 50 ngày nhà du hành Gagarin bay vào vũ trụ đã được tổ chức sôi nổi tại thủ đô Moscow và các tỉnh thành khác. Bảo tàng vũ trụ Moscow, Nga. Ngày hôm nay, đông đảo các nhà du hành vũ trụ của Nga và của các nước trên thế giới đã tề tựu đông đủ tại đây để tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày nhà du hành Nga Yuri Gagarin lần đầu tiên thực hiện thành công chuyến bay vào vũ trụ. Ngày 12 tháng 4 năm 1961, nhà du hành Nga Yuri Gagarin đã thực hiện thành công chuyến bay vào vũ trụ trên con tàu Phương Đông và đã có 108 phút lịch sử bay vòng quanh trái đất. Thành công này không chỉ là niềm tự hào của riêng nước Nga mà còn là bước đột phá trong quá trình chinh phục không gian của nhân loại. Trở lại với không gian đầy ắp những kỳ vật của ngành du hành vũ trụ như thế này. Bà Svetlana Savitskaya, nữ du hành đầu tiên trên thế giới có chuyến đi bộ ngoài vũ trụ trong sứ mệnh của mình vào năm 1982 và 1984, đã thực sự xúc động khi nhớ về Gagarin. Gagarin vừa là bạn, vừa là đồng nghiệp tốt của tôi. Còn nhớ, khi chúng tôi tham gia lớp tập huấn cho các nữ du hành, thì Gagarin là đội trưởng của tôi. Với kinh nghiệm đã thực hiện chuyến bay trong vũ trụ của mình, Gagarin đã rất nhiệt tình giúp đỡ và chỉ dẫn chúng tôi tất cả các thao tác và diễn tập. Với chúng tôi, Gagarin là một người thật tuyệt vời. Trong số những nhà du hành vũ trụ của các nước trên thế giới tham dự lễ kỷ niệm ngày hôm nay, còn có nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc, Dương Lợi Vĩ, trên con tàu Thần Châu 5 được phóng hồi tháng 10 năm 2003. Nhà du hành Dương Lợi Vĩ khẳng định việc Yuri Gagarin bay vào vũ trụ đánh dấu một bước đột phá trong quá trình chinh phục không gian của nhân loại. Yuri Gagarin là người tiên phong trong việc chinh phục vũ trụ. Ông ấy đã trở thành một gương sáng, điển hình về nhiệt huyết, cống hiến và đam mê khám phá vũ trụ để những nhà du hành khác như chúng tôi noi theo. Tôi tin rằng lễ kỷ niệm ngày hôm nay sẽ thắp sáng ngọn lửa đam mê trong thế hệ trẻ cho công cuộc khám phá vũ trụ của nhân loại. Ngoài ra, tại các tỉnh thành lớn của Nga, hàng loạt các hoạt động khác nhằm kỷ niệm 50 năm nhà du hành vũ trụ Gagarin bay vào vũ trụ cũng được tổ chức như triển lãm tranh, ảnh, sách, meeting, diễu hành, liên hoan ca nhạc, thi kể chuyện và viết về Yuri Gagarin. Nửa thế kỷ sau, con người đã đi được những bước dài trên con đường chinh phục khoảng không vũ trụ, và nước Nga hôm nay vẫn là một trong những nước dẫn đầu. Ngoài thành tựu lần đầu tiên đưa con người lên quỹ đạo, Liên Xô cũ cũng đã lập những kỷ lục và thành tích to lớn khác, gồm lần đầu tiên đưa một nhóm nhà du hành bay lên vũ trụ trên tàu Phương Đông, lần đầu tiên có nhà du hành vũ trụ ra làm việc ngoài khoảng không vũ trụ, lần đầu tiên có nữ du hành vũ trụ, lần đầu tiên tiến hành lắp ráp các tàu vũ trụ và lần đầu tiên có các nhà du hành đi từ tàu vũ trụ này sang tàu vũ trụ khác. Và mới đây thì Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã ra tuyên bố lấy ngày 12 tháng 4 làm ngày con người đầu tiên bay vào vũ trụ. Chuyển sang các thông tin khác, ngày 12 tháng 4, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé tuyên bố tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO không hoàn thành trách nhiệm của mình tại Libya. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh NATO đang bộc lộ nhiều sai sót trong việc điều hành chiến dịch tại quốc gia Bắc Phi này.
Phát biểu trong cuộc phỏng vấn của kênh phát thanh France Info, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hiện chưa hoàn thành trách nhiệm của mình trong chiến dịch tại Libya với cái gọi là sứ mệnh bảo vệ thường dân nước này. NATO cần hoàn thành đầy đủ vai trò của mình. Họ muốn đảm trách vai trò lãnh đạo trong chiến dịch và chúng tôi đã chấp thuận. Nhưng vai trò hiện nay của NATO là phá hủy các vũ khí hạng nặng của quân đội trung thành với ông Muammar Gaddafi và họ chưa làm cho nó. Trước đó trong ngày 30 tháng 3, sau nhiều ngày tranh cãi và xuất hiện nhiều bất đồng nội khối, NATO đã bắt đầu nắm quyền chỉ huy các chiến dịch không kích Libya của Liên quân do Mỹ đứng đầu. Tuy nhiên chỉ gần một tuần sau, NATO đã lâm vào tình trạng thiếu máy bay tấn công để thực hiện chiến dịch can thiệp tại đây. Tính đến ngày 5 tháng 4, sau 16 ngày không kích, Liên quân đã phá hủy 30% tiềm lực quân sự của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi. Bên cạnh đó, NATO đã liên tục oanh kích nhầm vào lực lượng chống đối chính phủ, khiến nhiều thường dân thương vong. Mặc dù thừa nhận có sai sót trên, nhưng tổ chức này đã kiên quyết không đưa ra lời xin lỗi. Hiện nay, trong khi một mặt tiếp tục tiến hành các cuộc không kích xuống lãnh thổ Libya, sau mặt khác, NATO đã lên tiếng thúc giục tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc chiến Libya hiện nay. Tại Libya, lực lượng chống đối đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Liên minh châu Phi, đồng thời đặt điều kiện đối thoại nếu ông Gaddafi và các con ông rời khỏi đất nước. Tuy nhiên, con trai của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi đã bác bỏ điều kiện trên. Thật không hợp lý khi họ yêu cầu đàm phán về sự ra đi của ông Gaddafi. Nếu phương Tây muốn dân chủ, hiến pháp mới, các cuộc bầu cử, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận. Nhưng họ cần phải tạo ra một môi trường thích hợp, thay cho các đợt dội bom và thái độ bất hợp tác hiện nay. Trong khi đó, tình hình chiến sự tại Libya vẫn diễn ra ác liệt. Tại các thành phố Misrata và Zintan, nhiều cuộc đọ súng giữa lực lượng chống đối và lực lượng trung thành với ông Gaddafi đã diễn ra, song song với các đợt không kích từ NATO. Ngày 12 tháng 4, Hàn Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã tiến hành vòng đàm phán thứ hai tại Kaesong để thảo luận kế hoạch nghiên cứu chung về khả năng núi lửa Baek Tu hoạt động trở lại. Cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản và các nước trong khu vực lo ngại các trận động đất xảy ra tiếp theo. Tại cuộc đàm phán lần đầu tiên diễn ra tại thị trấn Munsan, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc hồi cuối tháng 3, trường đoàn của hai miền Triều Tiên đã nhất trí tiến hành nghiên cứu chung về những nguy cơ ngọn núi cao nhất trên bán đảo Triều Tiên với 2.750m này phun trào sau hơn 100 năm ngủ say. Đề xuất đàm phán về núi lửa Baek Tu của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về nguy cơ ngọn núi lửa này phun trào trở lại sau các trận động đất và sóng thần kinh hoàng ở Nhật Bản cách đây một tháng. Tuy nhiên, giới khoa học Hàn Quốc hiện có hai luồng ý kiến về khả năng núi lửa phun trào. Một số ý kiến cho rằng có khả năng núi lửa phun trào vào năm 2014 đến năm 2015, trong khi ý kiến khác cho rằng không thể có hiện tượng phun trào trong tương lai gần. Trong khi đó, các chuyên gia cảnh báo trong thời gian tới, núi lửa Baek Tu có thể phun trào với mức độ tàn phá thậm chí còn khủng khiếp hơn vụ núi lửa Iceland phun trào hồi năm ngoái. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự tổng hợp. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Truyền hình Thông tấn.